Câu chuyện những cây sen đá. Đầu tiên, các em hãy cùng đi trả lời các câu hỏi gợi ý nhé. Câu hỏi gợi ý số 1. Thầy giáo mang gì đến lớp? Thầy giáo nói gì? Câu trả lời. Một hôm, thầy Huy mang đến lớp một chậu sen đá. Thầy bảo, cây này có rất nhiều cây con. Mỗi tuần, thầy sẽ tặng một cây cho em nào đạt kết quả học tập cao nhất trong tuần. Các em cố gắng nhé. Câu hỏi gợi ý số 2. Cả lớp học tập cố gắng như thế nào? Kết quả học tập cuối năm của lớp như thế nào? Câu trả lời. Ai cũng cố gắng để được nhận phần thưởng của thầy. Cuối năm học, cả lớp đều được tặng cây. Ngay cả Việt, một bạn học khá chậm cũng rất cố gắng và cuối cùng cũng nhận được phần thưởng. Em mong chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất tự hào. Câu hỏi gợi ý số 3. Chậu sen đá của Việt lớn lên như thế nào? Mỗi khi có người khen những chậu cây, bố của Việt nói gì? Câu trả lời. Cây sen đá của Việt lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con. Việt tách chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác nhau rồi treo lên. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp ấy. Bố Việt nói, khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rơi nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu. Tiếp theo, các em hãy cùng kể lại từng đoạn của câu chuyện. Câu chuyện những cây sen đá. Một hôm, thầy Huy mang đến lớp một chậu sen đá. Thầy bảo, cây này có rất nhiều cây con. Mỗi tuần, thầy sẽ tặng một cây cho em nào đạt kết quả học tập cao nhất trong tuần. Các em cố gắng nhé. Thế là cả lớp đều háo hức. Ai cũng cố gắng học để được nhận phần thưởng của thầy. Cuối năm học, cả lớp đều được tặng cây. Ngay cả Việt, một bạn học khá chậm, cũng rất cố gắng và cuối cùng cũng nhận được phần thưởng. Em mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất tự hào. Một thời gian sau, cây sen đá của Việt lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con. Việt tách chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác rồi treo lên. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp ấy. Bố Việt nói, khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rơi nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu. Tiếp theo, các em hãy cùng trao đổi để trả lời câu hỏi. Tuần vừa qua, bạn Việt đạt kết quả học tập cao. Nếu em là tổ trưởng tổ của bạn Việt, em sẽ nói như thế nào để đề nghị thầy giáo thưởng cây sen đá cho bạn? Nếu là em sẽ nói với thầy rằng, em thưa thầy, tuần vừa qua bạn Việt đã rất cố gắng và đạt kết quả học tập cao. Bạn ấy xứng đáng nhận được một chậu cây sen đá của thầy trong tuần này ạ. Em mong rằng món quà của thầy trong tuần này sẽ dành cho bạn ấy ạ. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng trao đổi để nói và đáp lời. A. Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu. Chúng ta có thể đáp lời như sau. Bạn, tớ quên mang bút chì màu rồi. Cậu có thể cho tớ mượn bút chì màu của cậu một lát được không? Tôi, cậu cứ dùng đi. B. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự. Tôi, cậu ơi, cô đang giảng bài, cậu giữ trật tự chút nhé. Bạn, xin lỗi cậu, tớ sẽ không mất trật tự nữa.